Xin chào các bạn, hôm nay mình gửi tới các bạn cách để chúng ta kiểm tra được chúng ta đã đủ điều kiện để bật kiếm tiền trên YouTube chưa. Đầu tiên chúng ta sẽ vào YouTube, chúng ta tiếp theo sẽ ấn vào chuột trái vào hình đại diện ở bên góc phải màn hình. Tại đây chúng ta sẽ vào YouTube Studio. Đó. Bên góc trái màn hình chữ tổng quan này, chúng ta sẽ kéo xuống tìm cái phần gọi là phần kiếm tiền. Chúng ta sẽ tích vào phần kiếm tiền. Ở đây thì YouTube sẽ cho chúng ta những cái dấu tích V ở đây. Chúng ta cần phải đạt được là gì ạ? Cần đạt được 1.000 subscribe, 1.000 lượt đăng ký đó ạ. Và cần đạt được 4.000 giờ xem công khai, có đúng không ạ? Và chúng ta được xác minh hai bước và chúng ta không được bị cảnh báo vi phạm nguyên tắc cộng đồng còn hiệu lực nha các bạn. Đó là những cái bước mà chúng ta cần phải kiểm tra để chúng ta có thể kiếm được tiền trên YouTube. Đây là cách đơn giản nhất để chúng ta kiểm tra. Hiện tại chúng ta chỉ có 422 người đăng ký thì chúng ta cần đạt thêm gần 600 người đăng ký nữa thì chúng ta mới đủ điều kiện. Đấy, đây là cách kiểm tra để xem là mình có đủ điều kiện để kiếm tiền trên YouTube chưa. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.